Vừa qua, đồng chí Vương Đình Huệ, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội thành phố Hà Nội đã chủ trì làm việc với Ban Cán sự Đảng Bộ Công Thương về kết quả phối hợp công tác giữa Bộ Công Thương và Ủy ban Nhân dân thành phố, các cơ chế chính sách và vấn đề lớn trong lĩnh vực công nghiệp và thương mại của thành phố Hà Nội, các vấn đề khó khăn vướng mắc và đề xuất nội dung cần thúc đẩy triển khai trong năm 2020 cũng như những năm tiếp theo. Những năm vừa qua, mặc dù phải đối mặt với nhiều thách thức và chịu tác động trực tiếp trước những diễn biến phức tạp của thế giới và khu vực, đặc biệt là tác động của dịch bệnh COVID-19, nhưng thành phố Hà Nội đã chủ động vượt qua và tạo bước phát triển vững chắc, đạt được nhiều thành tựu quan trọng trong phát triển công nghiệp, thương mại. GDP tăng trưởng bình quân giai đoạn 2016-2019 là 7,36% một năm, cơ cấu kinh tế chuyển dịch tích cực, tỷ trọng ngành công nghiệp và dịch vụ tăng từ 85,77% năm 2015, dự kiến tăng lên khoảng 86,7% năm 2020. Công nghiệp công nghệ cao từng bước phát triển tích cực. Phát biểu tại hội nghị, Bộ trưởng Bộ Công Thương Trần Tuấn Anh và các đồng chí lãnh đạo bộ đều đánh giá cao những thành tựu, kết quả đạt được của ngành công thương thành phố Hà Nội trong thời gian qua, cũng như hoạt động hợp tác, công tác phối hợp chặt chẽ giữa thành phố Hà Nội với Bộ Công Thương. Bộ trưởng Bộ Công Thương đã thay mặt tập thể Ban Cán sự Đảng, lãnh đạo Bộ Công Thương đặt ra 5 nhóm vấn đề lớn để cùng với Hà Nội và cả nước tập trung thúc đẩy quá trình tái cơ cấu, phát triển công nghiệp thương mại theo hướng nhanh và bền vững, như đẩy nhanh quá trình tái cơ cấu trong phát triển các ngành công nghiệp của thủ đô, hướng trọng tâm và đi vào chiều sâu trong phát triển các ngành công nghiệp công nghệ cao, công nghiệp hỗ trợ và các ngành công nghiệp có giá trị gia tăng cao, bảo đảm an ninh năng lượng, cung ứng đủ điện phục vụ cho phát triển kinh tế xã hội của Hà Nội theo mục tiêu định hướng đề ra cho chiến lược 10 năm tới, thúc đẩy xuất khẩu, khai thác hiệu quả cơ hội mang lại từ các hiệp định thương mại tự do FTA, đặc biệt là các FTA thế hệ mới như CPTPP và EVFTA, đặt trọng tâm cao hơn vào thúc đẩy thương mại trên địa bàn thành phố, thúc đẩy nhu cầu nội địa để đóng góp tích cực hơn vào sự tăng trưởng của Hà Nội và của cả nước trong thời gian tới. Tập trung chuyển đổi số, phát triển thương mại điện tử và kinh tế số, coi đây là động lực quan trọng để thúc đẩy tăng trưởng của Hà Nội trong những giai đoạn phát triển tiếp theo. Kết luận buổi làm việc, Bí thư Thành ủy Vương Đình Huệ đồng tình và thống nhất với những ý kiến đề xuất của Bộ Công Thương và những nội dung hai bên sẽ đẩy mạnh, tiếp tục phối hợp trong thời gian tới để tăng cường hơn nữa công tác phối hợp giữa thành phố Hà Nội và Bộ Công Thương. Tại hội nghị, Ban Cán sự Đảng Bộ Công Thương và Ban Cán sự Đảng Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội đã ký kết biên bản ghi nhớ hợp tác trong các lĩnh vực công nghiệp, năng lượng và thương mại.